Kinh đấy. Vua phá lưới. 11 rồi à? À 15 mới đổi bên à? À đúng rồi, xếp 31 nhỉ. Công tốt đấy. Đúng rồi, lệch chuồng rồi. Tốt, tốt. Cố lên. Hai. Con. Hải đập được đấy. Khét đấy. Tốt. Mười tám mười một à? Thấy chưa? Mười hai. Nếu mà không tranh luận được là 0-0 lại từ đầu. Thế nếu mà không nhớ được điểm thì là 0-0 lại từ đầu. Tốt. Hay. Cố lên. Cả hai đội cố lên. Ngoài rồi, ngoài. Ngoài xa luôn. Tốt. Hay. Hải được đấy, Hải hôm nay đánh kinh đấy. Gần được. Đừng chạy cố là đau chân đấy, vấp ở đây đau lắm. Lam bị đau chân à? Không thì Lam đi dép vào. Đừng chạy chân đất. Chân đất đau chân đấy. Cái gì ấy, tín hiệu gì ấy Jin? À. Dép cháu à? Chạy đẩy nhá. Được, qua đấy. Qua rồi, quả đấy qua rồi. Tốt. Bảo mày đập khét thế nhờ. Kinh đấy. Tốt. Không qua lưới. Đúng không?
16 25 à? Ô thế chênh lệch điểm thế à? Đổi câu 17 25. Tốt. 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 Quả kết thúc đấy, không qua lưới. Cầu không qua lưới. 18 rồi. 18, 26, 27 rồi. Không cầu không qua lưới. Đập rất mạnh nhưng không qua lưới. Một bên là Duy Anh, Hải Lam, Thành An đấu với cả Gia Bảo, Hùng Anh. Hải là gì? Hải à? Hải ơi. Trung Hải. Trung Hải à? Địa Trung Hải à? Ừ. Trung Quốc. Trung Hải, Gia Bảo, Hùng Anh. Thi đấu. Ừ. Thi đấu với cả Thanh An, Hải Lam, Duy Anh. Tỷ số đang nghiêng về bên đội bên trái. 28 18 à? 28 19. 28 19 à? Hôm nay là thi đấu xếp 31. 29 19 à? Không qua lưới. 20 19 chưa? Đấu xét 1, đấu xét 1 rồi nhá, xét 2 là ra bốc thăm nhá, sắp xếp ngẫu nhiên. Hả? Ra lấy lá cây làm thăm để bốc. Bởi vì là có vẻ đội bên này là đang mạnh hơn, nên là không cho tự sắp xếp nữa. Thôi, quản tu ti cũng được, không cần phải bốc. Bây giờ ví dụ như chọn đến hai người khỏe nhất là Duy Anh đứng một bên, Bon đứng một bên, còn bốn bạn còn lại là quản tu ti để... hoặc là tự sắp xếp được tùy. Quản tu ti xong thì vẫn y nguyên như vừa lấy, như buồn cười nhỉ. Có thay đổi gì không đấy? À có thay đổi rồi à? À. À Lam lại sang phía bên này à? Thế là đổi, Lam đổi cho Bảo. Hả? Ừ, đội hình thi đấu lại thay đổi. Hùng Anh này, Trung Hải, Hải Lam, Thành An, Duy Anh, Gia Bảo. Đây không phải trọng tài, đây là cameraman. Đây là bình luận viên à? Đúng rồi. Xác này đánh 21 hay 31 đấy? 31. 1-0. Chắc là hơi gió rồi. Các vận động viên đang khởi động và đẩy gió. Một đều à hay là 2-0? À một đều à. 2-1.
hai đều. Đấy, như này có vẻ tỷ số nó cân hơn. Vừa lấy mà còn sắp xếp như kia là một đội mạnh quá, một đội yếu quá. Lệch chuồng 3-2, đổi giao cầu. Tốt, 3 đều. Quả đấy là do bon chủ quan, Hải đập tốt đấy. Bốn ba. Ngoài sân. Điệu cười rất điêu. Không qua lưới, quả đấy Jin phải hất cao lên. Đập cầu tốt. Đập tốt đấy. Bảo hôm nay công ghê nhờ, hôm nay có sức khỏe hay sao á. Bảo hôm nay khét đấy. Đập tốt. Phải có một người đứng thủ ở trên lưới, không là đập vào người nhau đấy. Tốt. Không qua lưới. Tốt. Tốt. Không qua lưới. Đội này chơi nhiều phản xạ cầu tốt lên rồi đấy. Tốt. Tốt. Quả đấy bảo thủ được đấy. Bên này chủ quan tưởng ăn điểm rồi. Vật thổ. Hai người đứng trên, một người đứng dưới à? Đập cầu tốt. Tốt. Vì bên kia họ thuận gió. Đỡ tốt. Gần được. Vật thủng, vật thủng.
Không sao. Bao nhiêu rồi? 10-13. Đấy, đánh như này có phải cân sức hơn không? Vọt lại thủng tiếp. 14-10, thế bên này đang dẫn điểm rồi. Nhưng mà có bảo sang đây cái thắng ngay. Không qua lưới. Chấn thương rồi, chấn thương rồi, gọi y tế vào. Trong hay ngoài? Ngoài à? 13. Không qua lưới. Bảo chấn thương rồi, gọi y tế vào. Zin lại đi đổi vợt. Có vẻ Zin lại muốn tấn công rồi, cho nên là đổi sang vợt công. Ngoài hay trong ấy? Ngoài à? Ờ đúng, đến 15 đổi bên nào. Bảo xét đi đâu ấy? Duy Anh giờ vọt lên trò chả thấy cầu đâu. Họ trả cầu mà. Đấy, đánh như này cân sức không? 15 đều ấy. Cân tài cân sức. Vừa nãy đứng như kia nó hơi lệch. Bảo có vẻ là xuống sức rồi. Đập cầu tốt. Động tác ăn mừng của Bảo rất buồn cười. Đâu Bảo ăn mừng như nào Bảo ơi? Bảo ăn mừng như nào nhỉ? Đập cầu tốt. Xét cào. Một pha đập cầu kết thúc rất tốt từ địa Trung Hải. Xét cào đấy, quả đấy Bảo đập tốt đấy. Vật thủng, một pha vật thủng. Bao nhiêu rồi? Gần được, tốt đấy. 18 đều à? Ôi ngừng không điện thoại, bố hết dung lượng mới rồi. Nếu mà quay hết trận thì quay hết trận sợ không đủ. Tí nữa check lại va là biết ngay, chú quay đi mà. Tí check lại biết ngay. Ừ. Tốt. Bảo tự tin đấy. Không qua lưới. Thôi để dừng lại không là lặng quá rồi. Quay tận 20 phút rồi.